Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình rất là vui khi mà được mọi người tin tưởng và nhờ mình chia sẻ được cái kinh nghiệm của mình khi mà mình đi thi nghe GLPT. Thì cũng không giấu gì mọi người là khi mà mình đi thi GLPT N1 ấy, thì mình đã đạt được 60 trên 60. Thì lúc đó có những bạn nói là úi dồi ôi, thằng đó cũng do may mắn nên là cũng được như thế thôi. Ừ, thì công nhận đúng là cũng phải có may mắn thì mình mới có thể đạt được như thế. Nhưng đó là kết quả mà mình đã đạt được. Và thực sự là trong cuộc thi, trong cái cuộc đời này rất là cần sự may mắn. Và may mắn nó không tự đến với mình, thì mình cũng sẽ phải cố gắng để tìm cách làm sao mà chúng ta có thể tìm đến may mắn, tiếp cận được may mắn. Thì trong video này mình cũng sẽ chia sẻ tới mọi người là cách làm sao để mình đã tìm được đến may mắn như thế. Và trong video lần này mình sẽ chia sẻ với 3 nội dung chính. Thứ nhất là cái quá trình học của mình như thế nào và sự phát triển khi mà mình học tiếng Nhật nó như thế nào. Cái thứ hai là về phần mẹo khi mà chúng ta đi thi GLPT, phần nghe thì có cần những chú ý gì. Thứ ba là chúng ta cần phải áp dụng trong đời sống như thế nào để có thể gọi là mình sử dụng được tiếng Nhật sao cho ok. Thì khi vào phần đầu tiên, đó chính là về phần quá trình học của mình như thế nào, thì mình cũng chia sẻ rất là thực tế là mình cũng như bao nhiêu người khác, mình cũng bình thường và mình học với cái phương pháp là cứ lặp đi lặp lại ngữ pháp từ mới, đọc đi đọc lại này, nghe đi nghe lại, nó cũng đơn giản, nó chỉ quanh quẩn như thế thôi. Và video nào cũng chia sẻ cũng chỉ có mỗi cái nội dung như thế thôi. Nhưng có một điều đặc biệt, đó là và khi bắt đầu mình học tiếng Nhật thì mình đã tìm ra một thần tượng cho mình. Thì thực ra ấy, khi mà mình tìm một thần tượng cho mình thì mình biết là à, mình cần phải phấn đấu như thế nào để mình có thể đạt được đến trình độ như của người đó. Và đó là một cái điều mà mình nhìn thấy cái mục tiêu của mình rồi này, thì mình sẽ biết là mình cần phải đặt ra cái phương hướng như thế nào để mình đạt được cái mục tiêu ấy. Thì đó chính là cái động lực để cho mình cố gắng. Và cái phần thứ hai nữa, đó chính là cái gọi là học bằng cái sở thích của mình. Mình thì cái tính của mình nó không phải là người mà cứ ngồi vào bàn là học được, mình cứ phải vui mình mới học được. Nên là mình nghĩ là cũng rất là nhiều người có cái suy nghĩ giống như mình như vậy. Nên là mình cũng chia sẻ thực sự, bây giờ mọi người thích cái gì thì mọi người hãy gắn cái sở thích của mình với chữ tiếng Nhật. Ví dụ như mình thích nghe nhạc xem phim này, thì mình sẽ nghe nhạc xem phim bằng tiếng Nhật. Còn ví dụ như bạn nào thích chơi game thì các bạn sẽ chơi game bằng tiếng Nhật. Thì nói chung là cái gì, hầu như cái gì nó cũng phải bằng tiếng Nhật. Cái tiếng Nhật nó phải tiếp xúc với chúng ta nhiều nhất có thể thì cái khả năng của chúng ta nó mới tăng lên được. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết là trong cái quá trình mình học như thế nào. Thì 3 tháng đầu tiên mình học ở Việt Nam thì mình học thuộc bảng chữ cái trong vòng 1 ngày. Thực sự đó là một cái gọi là hơi sốc một chút, nhưng mà mình cũng đã cố gắng. Khi mà học với người Nhật ấy thì mình cảm giác là ôi trời ơi, nói nhanh một tí thôi là cảm giác là như kiểu mình đơ ra, mình không biết gì luôn. Còn khi mà nói chậm một tí thì cũng nghe được một chút. Thế nhưng mà cảm giác là người ta nói nhanh một cái là mình đơ, mình không biết gì. Đấy, cảm giác nó rất là sợ. Thì trong 3 tháng đầu tiên mình chỉ gọi là làm quen với chữ cái A, I, U, E, O thôi. Còn về sau là mình sang bên Nhật là mình cái thời gian đấy mà mình học rất là nhiều. Thì khi ở Việt Nam mình học 12 bài, sau đó mình sang bên Nhật. Đấy, thì lúc sang bên Nhật mình cũng chỉ biết gọi là chào hỏi, giới thiệu tên tuổi này kia thứ, đúng là chả biết một cái gì luôn. Đấy, thì khi sang bên Nhật 1 tháng đầu tiên là cái tháng bị đơ. Nhìn mặt cứ đần thối ra, người ta nói cái gì cũng cười các thứ. Được cái là cũng cười tươi, cũng cười nhiều. Nên là cũng gọi là tạm ok. Đấy, 1 tháng sau là nó quen. Thì mình được một cái điểm cộng của mình chính là cái gì mình cũng làm thử. Ví dụ như mặc dù là có thể là mình nghe mình không hiểu ấy, nhưng mà mình cũng bạo mồm, mình cứ hiểu theo cái cách hiểu của mình này, rồi mình nói theo cái cách hiểu của mình. Đấy, thế nên là dần dần là nó sẽ tăng lên. Thì chỉ sau 4 tháng mình đã đạt được tầm khoảng N4 và mình được lên chuyển lên lớp N3. Thì khi lên lớp N3 nó sẽ có một cái sự biến đổi như thế này. Mình bắt đầu xem phim bằng tiếng Nhật. Thì nói chung là đầu tiên mới học N3 mà xem phim bằng tiếng Nhật thì nó là cái chuyện vô cùng khó. Thì mình vừa xem phim này, mình vừa xem sách. Thì cái việc đấy thì nó cũng khá là khó, khi mà mình gọi là nếu mà mình nhìn sách thì mình sẽ nhìn hẳn vào sách và mình không học được cái gì. Thì lúc này mình sẽ cần phải sự tập trung rất là cao. Mình vừa phải nghe xem người ta nói cái gì này, sau đó là mình phải nhìn vào sách. Nếu mà, tức là khi mà mình đã có một cái nền gọi là hơi vững chắc rồi thì mình nghe ấy, mình sẽ biết là cái ý nó như thế này như thế kia, thì cái từ mà người ta vừa nói nó sẽ kiểu nghĩa là như thế này. Mình vừa nghe và mình tưởng tượng.
Đấy. Và khi mà mình rèn được cái khả năng tập trung vào ấy, thì khi mà mình đi thi GLPT nó lại là một cái điều vô cùng quan trọng, tí nữa sẽ mình nói sâu. Thì đấy là khi mà mình tầm N3 là mình đạt như thế. Nhưng mà vấn đề là mọi người này, khi mà xem phim ấy, chúng ta cũng cần phải chọn thể loại phim. Ví dụ khi mà chúng ta học N3 thì chúng ta sẽ xem những cái loại phim mà nó dễ hiểu thôi, nó dành cho trẻ con. Ví dụ như là Doraemon này, về này kiểu thứ đấy. Đấy, mấy cái phim đơn giản như thế thôi. Còn khi mọi người học lên N2 thì bắt đầu sang phim tình yêu cũng được. Còn nếu mà phim hành động các thứ ấy, phim hành động rồi những cái từ mà chuyên ngành, chuyên sâu các thứ, thì mọi người cần phải học lên tầm N1. Và thực chất ấy, bây giờ xem phim Nhật nhiều lúc là mình cũng vừa nghe, mình tưởng tượng thôi, chứ mình cũng không hiểu được hết 100%. Nên là mọi người, cái việc học nó sẽ là cả một quá trình rất là dài và phải cố gắng rất là nhiều. Nên là cái động lực để chúng ta cố gắng là nó phải gắn với cái niềm đam mê của mình thì mình mới kéo dài được. Đó là cái ý mà mình cũng muốn truyền đạt. Và bây giờ sang phần tiếp theo sẽ là cái phần mà mẹo mà khi chúng ta đi thi GLPT, phần nghe thì chúng ta cần phải chú ý điều gì. Thì cái thứ nhất là chú ý không ngủ khi nghe. Bởi vì thực sự ấy, khi mà chúng ta làm bài thi 60 phút, cái việc mà chúng ta bị buồn ngủ khi mà chúng ta làm bài nghe nó là chuyện rất bình thường. Và những bạn mà không thể đạt được điểm cao ấy, thì vì là đang nghe mà buồn ngủ quá là quên không biết là người ta nói cái gì. Nên cái việc mà chúng ta xem phim, xem song ngữ và chúng ta rèn được khả năng tập trung của mình ấy, là chúng ta đã luyện được một phần. Khi mà chúng ta đi thi GLPT, chúng ta đã biết được à, ôi dồi ôi, cái mình tập trung được cái là mình có thể nghe được, là mình đã có thể chọn được đáp án rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải nghe cái sắc thái, cái điệu bộ của người ta khi nói. Ví dụ như người ta nói niềm nở này kia thứ ấy, thì ý là người ta có vẻ là đồng ý. Còn ví dụ nói mà cứ hơi chậm, giật giật một tí, xong là ví dụ như là desu ga, desu kedo, người này kia thứ, là nó sẽ gọi là ý là ý giả, là nó không đồng ý với cái ý kiến đằng trước. Thì lúc đấy mình sẽ phải sử dụng cái gọi là tưởng tượng. Thì nó sẽ thường lừa ở những cái chỗ như thế. Ví dụ như nó nói là desu ga, xong nhưng mà đoạn sau nó lại nói là như kiểu nó suy nghĩ lại nữa, rồi nó lại đồng ý đấy. Thì cái câu hỏi là yes no này kia thứ, thì nó sẽ theo cái nagare như thế. Thì thực sự là cái này là chúng ta cũng phải luyện nhiều. Và khi mà đấy là mức độ là N4, N5 nhá. Nhưng mà khi lên tới N3, N2, N1 thì các trình độ này nó sẽ nâng cái mức độ phức tạp lên rất là nhiều. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe một đoạn văn này, nghe một đoạn nói của người ta, mình phải biết là người ta nói về cái nội dung gì. Thì cái việc mà chúng ta memo này, rồi chúng ta sẽ gọi là đọc cái suy nghĩ của người ta rất là quan trọng. Thì memo, chúng ta sẽ phải biết cách memo làm sao bắt được cái từ khóa và bắt được những cái ý quan trọng. Và chúng ta memo, chúng ta đừng memo bằng tiếng Việt mà chúng ta memo bằng tiếng Nhật. Và cái không phải là viết bằng kanji, mà ví dụ như mình thì mình có thói quen là viết memo bằng cái chữ romaji ấy. Xong mình nhìn cái đoạn đấy là mình sẽ tổng hợp lại xem là à, ý người ta muốn nói cái này cái kia, thì lúc đấy là mình sẽ dễ chọn được câu trả lời. Đấy, thì đấy là một cái mẹo. Cái thứ hai chính là cái sự tưởng tượng. Và trong tiếng Nhật nó sẽ có một cái gọi là đọc không khí, kukiyoyomu. Tức là mình hiểu được cái văn hóa của người Nhật một chút rồi, thì khi mà mình nghe, mình phải tưởng tượng được xem cái suy nghĩ của người ta như thế nào, đọc cái suy nghĩ của người ta để biết được cái phương án mà người ta chọn cái này, chọn cái kia. Bởi vì người Nhật người ta nói ABCXYZ, nhưng mà nó lại chuyển sang một cái là ABCXYZ cộng với hàng vô vàn số thứ suy nghĩ khác. Người ta nói 1 nhưng mà mình phải hiểu 10, ý đại loại là như thế. Thế nên là mọi người phải hiểu được cái văn hóa của người ta một chút này, và có từ vựng rồi ngữ pháp chắc chắn, và đọc thêm cái suy nghĩ của người ta nữa, thì cộng dồn những cái đấy vào thì chắc chắn là cái phần nghe của mọi người sẽ đạt được điểm cao. Chính vì thế nên là mọi người không cần phải suốt ngày học ở trong sách, trong vở, mà mọi người phải học ở ngoài thực tế nhiều hơn. Ví dụ như bạn nào mà có cơ hội giao tiếp thì hãy cố gắng là giao tiếp để chúng ta luyện nghe, và chúng ta luyện được nói luôn. Còn ví dụ bạn nào mà không có cơ hội để giao tiếp thì chúng ta sẽ xem phim này, nghe nhạc này. Và như khi mà xem phim, như kiểu mình đặt mình vào trong cái nhân vật của người ta ấy, thì mình sẽ học được một cái gì đấy. Mình nghĩ theo cái phương pháp như thế nó là rất tốt. Thì hiện tại là mình cũng xem những cái phim các thứ ấy, bằng phần mềm. Thì có một cái phần mềm nó miễn phí, thì mọi người có thể xem qua cái phần mềm này. Thì cái phần mềm này nó sẽ có cái phần gọi là phụ đề. Thì mọi người cứ yên tâm, phụ đề ở đây là cái app này là app của Nhật 100%, nên phụ đề nó chỉ có chuẩn thôi. Mọi người yên tâm, cứ xem thoải mái, không có tiền.
chỉ có cái là hơi nhiều quảng cáo mình cũng không thích, nhưng mà thôi, xem miễn phí thì phải cố gắng là chịu xem quảng cáo một tí, được chưa? Đấy là về phần mẹo khi đi thi GLPT. Còn cái việc mà kinh nghiệm để làm sao áp dụng trong cuộc sống thì đơn giản, nó chỉ có một cái là nghe bừa đi, nói bừa đi, dần nó quen mồm rồi nó sẽ ok lên thôi. Đấy, mình cũng chẳng có chia sẻ cái gì gọi là sâu xa hay là gì cả, mà tất cả mọi thứ nó sẽ là những cái mà nó rất là gần gũi với bản thân của mình. Và cái gì nó cũng phải là bừa đi, mình phải làm bừa đi, mình phải thử thì mình mới biết, còn không thử thì mình sẽ không biết. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ. Và tóm lại ở trong video này, chúng ta có những điều như sau: rèn sự tập trung khi chúng ta làm bài thi. Thứ hai là rèn khả năng tưởng tượng xem cái nội dung câu chuyện như thế nào. Và cái thứ ba nữa là chúng ta hãy học cái văn hóa của người Nhật một chút, để chúng ta có thể đọc được cái cách suy nghĩ của người ta, để suy đoán được xem khi mà đi thi đáp án nào là đúng, mà trong cuộc sống hàng ngày thì xem là mình cần phải làm như thế nào cho đúng. Thì đó là cái phương pháp để làm sao mình luyện được nghe tốt. Và luyện nghe tốt nhất là luyện bằng thực tế, chứ không phải là luyện ở trong sách vở, chứ không phải là luyện chỉ ở trong mấy cái gọi là bật đĩa lên mà nghe. Nói chung là đấy chỉ là cái cơ bản thôi, còn cái thực tế ở ngoài nó sẽ là một cái khác, một trời một vực. Đấy, thế nên mọi người cố gắng để đưa ra cái phương pháp học tập sao cho mình cảm giác là mình thấy thoải mái, thế là ok. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi mình tới tận cuối video. Và nếu mà cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy giúp mình là like, share và đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo. Mọi người có những cái nguyện vọng gì, có những câu hỏi thắc mắc gì có thể comment xuống phía dưới, và mình sẽ cố gắng để trả lời comment của mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.